Yeah, listen grab, yeah, and then fashion grab, yeah, huh? Listen grab, yeah, and then fashion grab, yeah, huh? Listen grab, yeah, and then fashion grab, yeah, huh? Listen grab, yeah, and then fashion grab, yeah, huh? Tụi tao rock star như anh em với chop ba, huh? Tụi tao khác xa từ bản năng tao phát ra, huh? Listen grab, yeah, and then fashion grab, yeah, huh? Listen grab, yeah, and then fashion grab, yeah, huh? Nhìn ra đằng xa vào thấy tòa nhà đang nhảy và đang chạy từ đường fast mode. Giờ thằng bạn nó với tao thứ tôi đang có là do ông chờ để mình phát xuống. Kéo vào đầu anh là Drake và cảm ơn những con người đã bước đến với cuộc đời tao. Tao quay gốc baby nó. Lúc mình khi đó được cảm xúc mình lên trời cao, ngắm nhìn xung quanh bằng một đôi mắt khác. Cảm giác mất mát làm tao bất giác. Biết sự lai trước mà, nhưng mà nó phát làm mày thắc ma. Say mò đó pha, làm sao thoát ra khi mình không biết cách. Khiến tao bị bết, hố sâu dưới chân ngoài chờ mưa tí tết. Welcome new vai cùng với DMT. Hết show night long vì tao với anh đi. Gặp mấy nữa tao nháy mí, tao gọi mấy em mà lấy đi. Không cần biết đối thủ nàng mấy ký, thì quân miệng của nó tao lấy đi. Man, cho mày sẽ bất sang bang, khiến mày mất đất tan hoang. Vứt hết bất rứt đang mang, cảm nhận chất ngất đang sang. Người ngang tao thì bao sáng, kinh doanh mặt hàng bao bán. Cái chết là mày ngao ngán, đúng phong mày gang. Listen grab, yeah, anh đang fashion grab, yeah, huh? Listen grab, yeah, anh đang fashion grab, yeah, huh? Listen grab, yeah, anh đang fashion grab, yeah, huh? Listen grab, yeah, anh đang fashion grab, yeah, huh? Tụi tao rock star như anh em với chopper, huh? Tụi tao khác xa từ bản năng tao phát ra, huh? Kissing rap, yeah, and the fashion rap, yeah, huh? Kissing rap, yeah, and the fashion rap, yeah, huh? Oh my god, put it on me. Oh my god, trap không lâu kỳ. Hãy tương lai tới và dùng chữ ký. Ký vào hợp đồng xong đi. Đón thêm lại thế với hẹn đồng thêm biên chế. Fuck it up, ooh, bao nhiêu vấn đề không chi. Hết so lại chăm chỉ, sau những tiếng lớn ngưng ly. Nghiên cứu từ thị trường về đồng hồ. Alo cho Rayco, như đang ở trên đỉnh khi đam mê và công việc được đồng bộ. Không có say no với những lời mời, còn cả đống vị trí kịp handle. Hết so we run the game. Tao biết được cái sống ở trong bando. Và nhúng tay trực tiếp vào trong bando. Bitch, tao đi sống như đi sống we roi. Ở đây chết anh em go up. Nhưng mà kệ cho mình sẽ ở trong khu bỏ 20 và đang roll up. Mấy xong nói sao tao hold up. Không gian như bị cô lập. Chăm chỉ người mình nằm on stack. Cởi chân tao đi show up. Stack up, play with it. Bốn tao 20 tao I play with it. The enemy play with it. Tụi anh luôn so fresh trong lúc tuyệt. Stack up, play with it. Bốn tao 20 tao I play with it. The enemy play with it. Tụi anh luôn so fresh trong lúc tuyệt.